Khi tôi soi tôi trong tấm gương, tôi là cô bé xinh. Khi tôi dòng chơi trên phố đêm, tôi tự tin đáng yêu. Khi tôi mang theo tiếng hát vui không thể ai sánh bằng. Quanh tôi bao nhiêu những tiếng khen, tôi tự tin về chính mình. Khi có ai đó không thích tôi, vẫn nhìn tôi đây thôi. Khi có ai đó lên tiếng chửi, tôi cần chỉ lắng nghe. Khi có ai đó không thích tôi, tôi nào đâu nghĩ gì. Quanh tôi bao nhiêu những tiếng khen, tôi tự tin về chính mình. Come on guys. Xem phim gì thế? Em mua vé. Không phải là phim mà là ca nhạc. Là anh đã cố gắng hết sức. Thế nhưng mà anh không hiểu là vì sao nữa mà mẹ cứ phát hiện ra. Toàn các chương trình hot thôi. Hả đâu bố? Yêu bố nhé. Yippee! Cảm ơn. Chúc bố mẹ đi chơi vui vẻ. Phải thuyết phục bố gãy cả lưỡi bố mới đồng ý đấy. Chắc bây giờ bố mẹ chuẩn bị đi rồi. Mà mấy giờ rồi nhở? Bố cậu sắp đến chưa? Mấy vị phụ huynh mà gặp nhau á thì là lộ hết đấy. Thì tí nữa bố cậu lên có phải tụ tập đông đủ một tí cho nó giống nhà trọ không? Này này, mấy đứa ở nhà trong nhà nhá, nhớ là phải ngoan đấy. Bố mẹ chỉ đi một tí thôi rồi về ngay. Vâng ạ, con chào bố mẹ. Bố mẹ đi mấy tí cũng được. Chào bác ạ. Chào bác ạ. Lâu thế. Xuống mở cửa đi. Xuống mở cửa đi đây. Hai ba. Thay mặt khu phố trọ, em xin chúc chị Lâm thêm một tuổi mới thêm hoành tráng. Chị Lâm biết không, ở xóm ai cũng đòi đi. Đến nỗi bọn em phải bốc thăm đấy. Bốc thăm đấy. Cảm ơn mọi người. Mọi người nhiệt tình quá. Vào đấy. Đi vào. Giới thiệu với mọi người, đây là toàn bộ các bạn ở xóm trọ. À, không phải toàn bộ. Đúng rồi, đây là những người đã bốc thăm trúng thưởng, may mắn được chiếc vé đi xem sinh nhật chị Lâm. Con đã, nhưng mà người quan trọng chưa đến. Sao bố cậu lâu thế? Bố tớ chắc sắp tới rồi. Bố tớ đã hứa là tới mà. Mọi người chờ một chút nhá. Hai cậu thử gọi bố cậu xem. Lại còn dùng số lạ nữa chứ. Alo ạ. Hồng Mỹ à? Tớ cảm ơn. Không sao đâu. Thế nhá. Bye bye. Thế mà tớ cứ tưởng bố cậu đấy. Hồng Mỹ. Sao bố cậu lâu thế? Chị Lâm, hay để em về quê em đón bác lên nhá. Em biết đâu mà đón. Để em nhá. Thôi. Không đùa giỡn kiểu đấy được. Lâm, em gọi cho bố đi. Vừa nhắc tào bố. Tào bố thấy luôn này. Con đây ạ. Vâng. Thôi không sao bố ạ. Con chào bố. Sao thế? Bố tớ sẽ không đến được. Đang trên đường tới đây thì có người gọi về câu cá mập. Ở cái cuộc đời này, chúng ta phải tốn bao nhiêu công sức chuẩn bị thì mới biến cái nhà này thành cái nhà trọ, lại còn phải năn nỉ ỉ ôi thì bố mẹ mới chịu đi chơi cho. Thế mà vì sao vì một con cá mập mà tất cả chúng ta trở thành công cốc. Ghét con cá mập. Thì em thấy có sao đâu, nhờ kết thúc có hậu mà. Bố mẹ anh thì được đi chơi, bố cậu thì được đi săn cá mập, còn Mai Lâm thì không bị phát hiện là ở nhà trọ cùng với một đống con trai, mà trong chúng ta tất cả đều không bị cáo đâu, đúng không cả nhà?
Thế còn cá mập? Em thôi, bây giờ mọi người đập phá thôi chứ nhở? Vâng ạ. Bỗng dưng mẹ lại biết rằng nhà mình lại thành nhà trọ. Không, tại vì mẹ nói là mẹ tin tưởng giao phó nên là con mới kiểu tự làm ý ạ. Con xin lỗi. Các con có biết rằng mẹ muốn để cho các con độc lập suy nghĩ, có nghĩa rằng từ đây các con có thể độc lập trong hành động, trong tất cả các quyết định của mình trong cuộc sống. Chứ không phải vì thế mà các con tìm đủ mọi cách vòng vo, nói dối bố mẹ để đạt cho được mục đích của mình. Các con có hiểu sự khác nhau ở đó không? Mẹ ơi, chúng con biết lỗi rồi ạ. Về sau có cái gì bọn con sẽ nói cho bố mẹ biết. Phải rồi. Mẹ rất mong rằng các con biết lỗi và đừng bao giờ lặp lại lỗi lầm này nữa. Nếu các con lặp lại nữa, chắc chắn bố mẹ sẽ không tha thứ cho được đâu. Vâng, bác ơi, vậy chúng cháu xin lỗi ạ. Chúng cháu sẽ dọn dẹp ngay bây giờ. Dọn đi. Khoan đã. Xin mời bố vào. Có ngày bố đây. Chào cả nhà. À này, các con các cháu đừng có tưởng là bố mẹ không biết gì đâu nhá. Nhẽ ra là bố mẹ sẽ phạt, nhưng mà vì hôm nay là sinh nhật của Mai Lâm cho nên là bố mẹ cho nợ. Còn bây giờ, Chúc mừng sinh nhật Mai Lâm. Hai ba. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hãy ban cho nhiều.